Xin mời quý vị tiếp tục cập nhật các thông tin trong nước đáng chú ý trong bản tin cuối tuần 24/7. Sở Giao thông Vận tải TP.HCM đang xây dựng đề án thu phí sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè trên địa bàn thành phố, tạo điều kiện cho người dân đậu xe ô tô kinh doanh trong điều kiện hạ tầng của thành phố đang bị quá tải như hiện nay. Theo nội dung đề án, nếu dùng tạm thời vỉa hè để làm bãi giữ xe, kinh doanh ẩm thực, chợ đêm và một số hoạt động dịch vụ khác thì người sử dụng phải đóng phí. Đề án cũng đề xuất tăng giá thu phí đậu đỗ ô tô thay vì thu 5.000 đồng một lượt như hiện nay. Mức thu mới đối với ô tô từ 10 chỗ trở xuống sẽ có giá trung bình từ 20.000 đồng đến 50.000 đồng một lượt xe tùy theo khu vực vào thời điểm đậu đỗ. Hiện các quận 1, 3, 5 của thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai thu phí sử dụng lòng đường để đỗ ô tô. Tuy nhiên, việc thực hiện thu phí dưới hình thức phiếu thu theo lượt với mệnh giá 5.000 đồng một xe một lượt. Thưa quý vị, theo số liệu thống kê mới nhất, với tốc độ tăng học sinh nhanh và nhiều như hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh thì việc thực hiện chương trình phổ thông tổng thể tại thành phố là khó khả thi. Trong năm học 2017-2018, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng hơn 59.000 học sinh. Những quận chịu áp lực nhiều nhất gồm có quận 12, Bình Tân, Bình Chánh và Gò Vấp. Và số lượng học sinh tăng ở trên tất cả các cấp học, từ mầm non cho tới trung học phổ thông. Lượng tăng này diễn ra chủ yếu ở những địa bàn đông dân nhập cư, không có hộ khẩu thành phố. Bình quân mỗi năm tăng hơn 25.000 học sinh thuộc diện này. Đại diện của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết, với đà tăng học sinh như hiện nay, thì việc đảm bảo đủ trường lớp cho học sinh là một vấn đề rất khó khăn. Vì thế, việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông tổng thể của Bộ Giáo dục và Đào tạo bắt đầu với bậc tiểu học đạt 100% số học sinh tiểu học học 2 buổi một ngày ở lớp 1 cho tới năm 2023 là rất khó khăn, bởi hiện tại chỉ có 70% số trường tiểu học tại thành phố đáp ứng được tiêu chuẩn này. Bên cạnh đó, vấn đề thiếu giáo viên ở bậc tiểu học cũng là một vấn đề khó đối với thành phố, khi số lượng giáo viên chuyển sang lĩnh vực khác hoặc sang các trường dân lập ngày một nhiều. Do đó, việc tuyển dụng giáo viên và tăng lớp học, đặc biệt là cấp tiểu học, là hai thách thức lớn để thực hiện chương trình phổ thông tổng thể tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Tiếp tục nỗ lực giải cứu thịt heo hỗ trợ người chăn nuôi, thì một số doanh nghiệp kinh doanh thịt heo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã giảm giá mạnh thịt heo sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp để kích thích tiêu dùng. Chiến dịch giải cứu thịt heo diễn ra hơn một tháng qua, nhưng nhiều nơi người tiêu dùng vẫn thắc mắc chỉ mua được thịt giá rẻ tại các điểm bán giải cứu hoặc tại chợ. Còn giá thịt heo tại cửa hàng tiện lợi, siêu thị không giảm hoặc chỉ giảm nhẹ. Giải thích điều này, một số doanh nghiệp cho biết do giá thu mua heo theo các tiêu chuẩn an toàn không giảm nhiều như giá thị trường nên giá bán không thể giảm sâu. Tuy nhiên, mới đây, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ An Hạ, đơn vị cung cấp thịt heo Việt Gáp trong chương trình dự án LipShop đã đưa ra chương trình giảm giá mạnh cho thịt heo Việt Gáp tại các điểm bán của doanh nghiệp, với mức giá từ 30 đến 70.000 đồng một ký tùy loại. Để thực hiện điều này, đại diện An Hạ cho biết công ty chấp nhận giảm lợi nhuận xuống chỉ còn 100.000 đồng một con heo để thúc đẩy lượng tiêu thụ, lấy số lượng làm lời. Cụ thể, sau 3 ngày giảm giá, hơn 9 tấn thịt heo Việt Gáp đã được tiêu thụ tại các cơ sở của An Hạ. Sau An Hạ, công ty Vissan cũng đã tung ra chương trình giảm giá sốt thịt heo Việt Gáp từ 30 đến 42% đối với các mặt hàng thịt heo Việt Gáp loại 1 từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 6 năm 2017 tại toàn bộ điểm bán thịt tươi sống trên kênh siêu thị của công ty. Theo đó, giá thịt heo đùi của Vissan sẽ giảm từ 77.500 đồng một ký xuống còn 50.000 đồng một ký, thịt heo vai 45.000 đồng một ký, nạc đùi vai heo còn 60.000 đồng một ký, cút lết 45.000 đồng một ký. Đại diện Vissan cho biết nguồn heo này được mua từ các trang trại nuôi có chứng nhận Việt Gáp đã được chứng nhận, kiểm tra, kiểm soát bởi các đơn vị chức năng. Ủy ban Nhân dân TP.HCM vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề xuất điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành xi măng tại TP.HCM theo hướng không đầu tư mới các cơ sở sản xuất xi măng, đồng thời có lộ trình di rời các cơ sở xi măng hiện hữu ra khỏi thành phố. Theo chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, hiện thành phố đang có 8 doanh nghiệp sản xuất xi măng với 9 nhà máy sản xuất, trong đó 3 nhà máy ở ngoài khu chế xuất, khu công nghiệp và 6 nhà máy nằm trong khu công nghiệp. Một số nhà máy sản xuất xi măng tại thành phố từng phát tán bụi, gây ô nhiễm môi trường và được chính quyền thành phố liệt vào danh sách doanh nghiệp gây ô nhiễm diện phải di dời. Do vậy, thành phố đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030 theo hướng không đầu tư mới các cơ sở sản xuất xi măng, bao gồm nhà máy sản xuất clinker và trạm nghiền trên địa bàn thành phố. Đối với các cơ sở sản xuất xi măng hiện hữu, cần di dời các nhà máy, trạm nghiền xi măng ra khỏi thành phố theo lộ trình phù hợp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chỉ cho phép đặt các trạm tiếp nhận, phân phối xi măng đạt yêu cầu vệ sinh môi trường trong các khu công nghiệp nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường. Năm 2016, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã từng yêu cầu Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 chấm dứt hoạt động của trạm nghiền xi măng Thủ Đức và có phương án di dời trạm này đến nơi khác.
Những ngày gần đây thì nhiều cơ sở kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã nhận được thư mời tới cơ quan thuế để kê khai và thực hiện nghĩa vụ cho hoạt động kinh doanh qua internet, nhất là trên Facebook. Theo Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan này đang lọc thông tin của các tài khoản Facebook có hoạt động kinh doanh để tính toán thu thuế. Quan điểm của cơ quan này là trước mắt chỉ thu thuế đối với các tài khoản Facebook có doanh số bán hàng lớn và chưa kê khai thuế. Các chủ tài khoản chưa đăng ký kinh doanh và kê khai thuế sẽ được cơ quan thuế tư vấn, nếu kinh doanh lâu dài sẽ được vận động đăng ký và kê khai thuế đầy đủ. Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, cơ quan này đang soạn thảo kế hoạch phối hợp với các sở ban ngành nhằm gia tăng tính hiệu quả trong quản lý thuế đối với loại hình này. Trước mắt, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ gửi thư mời đến các tài khoản kinh doanh qua mạng để yêu cầu thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh hội nhập và xây dựng nền kinh tế tri thức. Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng các văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ, nhưng vấn đề thực thi vẫn còn nhiều bất cập. Cho đến nay thì hầu hết các vụ việc tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ tại nước ta vẫn được giải quyết theo cơ chế hành chính, rất ít vụ việc được giải quyết tại tòa án. Việt Nam cần làm gì để nâng cao hiệu quả thực thi luật sở hữu trí tuệ? Chúng tôi đã có một cuộc trao đổi với ông Lê Ngọc Lâm, là Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa ông, hoạt động bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam trong những năm qua đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên thì thực tế cho thấy là cái hiệu quả mà thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở nước ta vẫn còn thấp, và những cái vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thì nó vẫn đang diễn ra ngày càng phổ biến và phức tạp. Vậy thì theo ông, nguyên nhân của tình trạng này là gì ạ? Một trong những nguyên nhân có thể nêu rất rõ ràng, đấy chính là nhận thức về quyền sở hữu trí tuệ. Quyền sở hữu trí tuệ của chúng ta là quyền độc quyền của các tổ chức cá nhân khi đăng ký để đưa các sản phẩm dịch vụ ra thị trường. Và nếu như hiểu biết về quyền đó thì những người khác không thuộc chủ thể quyền cần phải tôn trọng cái quyền đấy. Thứ hai về sự hiểu biết đấy là việc tạo ra cái công cụ pháp lý để có thể bảo vệ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, chống lại các hành vi xâm phạm. Thứ ba là cái nhận thức của công chúng. Công chúng của chúng ta nếu hiểu rõ quyền sở hữu trí tuệ, biết được các cái sản phẩm chính gốc, sản phẩm chính hãng, sản phẩm của các chủ sở hữu quyền đưa ra thị trường và sử dụng những sản phẩm đó, tránh không sử dụng những sản phẩm giả, hàng nhái, hàng xâm phạm, thì cái bối cảnh xâm phạm quyền nó sẽ được giảm đi. Mặt khác, một trong những cái hiện trạng dẫn đến các hành vi xâm phạm quyền diễn ra thường xuyên ấy, đấy chính là sự lạm dụng cái hoạt động sản xuất kinh doanh của người khác để trục lợi bất chính cho mình, thông qua các uy tín, thông qua những cái lợi thế của các sản phẩm do các chủ sở hữu quyền đưa ra mà dẫn đến họ khai thác một cách bất hợp pháp để trục lợi, thì đấy cũng là những cái nguyên nhân mà dẫn đến cái hiện trạng xâm phạm quyền phổ biến ở nước ta hiện nay. Thưa ông, để nâng cao hiệu quả việc giải quyết tranh chấp và cũng như là thực thi quyền sở hữu trí tuệ thì theo ông cần thực hiện những cái giải pháp như thế nào? Hiện nay chúng ta có các biện pháp nổi trội trong việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ, đó là biện pháp hành chính và biện pháp dân sự. Đương nhiên chúng ta còn có biện pháp hình sự và kiểm soát biên giới. Phần lớn các doanh nghiệp của chúng ta trong nước, kể cả các doanh nghiệp nước ngoài có đầu tư trực tiếp vào Việt Nam ấy, vẫn lựa chọn con đường xử lý hành chính để xử lý các vụ việc xâm phạm quyền. Việc này thì nó có thể thực hiện được nhanh chóng, giải quyết được vụ việc rất nhanh chóng, nhưng cái hiệu quả của nó không cao. Giải quyết bằng biện pháp dân sự thì có thể giải quyết được tận gốc, tuy nhiên cái đầu tư về kiểm soát thông tin, về trinh sát, về thu thập thông tin cũng như là diễn biến tại các tòa án thì thường nó kéo dài. Và chỉ bằng cách đó thì cái gốc của sự xâm phạm mới được xử lý một cách triệt để. Bên cạnh đấy nữa thì cái việc nâng cao kiến thức cho các cán bộ trong lĩnh vực, trong các cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ cũng phải được nâng cao. Hiện nay thì rất nhiều vụ việc các cơ quan này do thiếu cái cán bộ, thiếu cái năng lực về quyền sở hữu trí tuệ, cho nên là hoạt động thực thi quyền này vẫn dựa vào các ý kiến chuyên môn của một số các cơ quan chuyên môn. Họ cũng không đảm bảo được cái cách chủ động, và chỉ có khi mà hệ thống tòa án chúng ta sẵn sàng có thể xử lý được các vụ việc đó thì các doanh nghiệp chúng ta mới có thể sẵn sàng chuyển dịch từ cái hình thức xử lý bằng biện pháp hành chính sang biện pháp dân sự.
Thưa ông, rõ ràng trong 10 năm thực thi luật sở hữu trí tuệ thì đã bộc lộ nhiều cái sự hạn chế, bất cập và không phù hợp với thông lệ quốc tế. Vậy cho nên là có nhiều ý kiến cho rằng cần phải sửa đổi luật sở hữu trí tuệ hiện hành. Theo ông, ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào? Luật pháp đặt ra để điều chỉnh các mối quan hệ trong xã hội, và khi xã hội chúng ta phát triển thì chắc chắn những cái quy định cũ nó sẽ bộc lộ những cái khiếm khuyết, những cái bất cập. Đấy là xu thế phát triển của từng xã hội, và Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Hệ thống sở hữu trí tuệ của chúng ta cũng đã được triển khai nhiều năm, đặc biệt là luật sở hữu trí tuệ hơn 10 năm triển khai, nó cũng bắt đầu bộc lộ những cái nhược điểm so với sự phát triển kinh tế xã hội hiện nay. Đấy là nhu cầu nội tại của chúng ta, cần phải bổ sung những cái khiếm khuyết đó, sửa đổi một số quy định để phù hợp hơn với sự phát triển của Việt Nam. Bên cạnh đó thì trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam cũng cần phải thực hiện những cam kết trong các cái điều ước quốc tế. Vì thế việc sửa đổi luật cũng là một cái nhu cầu tất yếu. Sở hữu trí tuệ thì ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế khi mà trong cái bối cảnh hội nhập hiện nay. Vậy theo ông thì cần làm những gì để sở hữu trí tuệ thực sự là động lực cho đổi mới sáng tạo và góp phần phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam hiện nay? Đúng là sở hữu trí tuệ nó sẽ phải trở thành một nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Nhưng mà làm thế nào để sở hữu trí tuệ trở thành nguồn lực thật thì nó đòi hỏi rất nhiều yếu tố. Thứ nhất là sự quan tâm của chính phủ. Gần đây chính phủ đã có những cái quan tâm rất hết sức thiết thực để phát triển hệ thống sở hữu trí tuệ của chúng ta. Cục sở hữu trí tuệ là cơ quan chuyên môn thì cũng cần phải được tập trung các nguồn lực, được tạo những cái điều kiện cần thiết để tập trung nguồn lực cũng như phát triển nguồn lực của Cục sở hữu trí tuệ, các công cụ để không chỉ phục vụ các công việc đăng ký xác lập quyền tại cục mà còn tạo ra các công cụ để phục vụ cho các doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp, phục vụ cho xã hội hoặc là các trường viện nghiên cứu, các trường đại học để có thể tận dụng những thế mạnh của sở hữu trí tuệ phát triển. Bên cạnh đó thì các doanh nghiệp, các viện nghiên cứu, các trường đại học và đặc biệt là giới trẻ cần phải có hiểu biết về quyền sở hữu trí tuệ để một mặt khai thác thông tin sở công nghiệp, thông tin sở hữu trí tuệ để rút ngắn cái quá trình nghiên cứu, tránh nghiên cứu trùng lặp và có thể tận dụng những cái thế mạnh của những nghiên cứu trước đó, những cái sáng chế đã có trước đó để phát triển cho các giải pháp mới cho mình mà không tốn tiền của công sức lắm. Và các doanh nghiệp khi đã có sự hiểu biết, đã có cái ý thức bảo vệ và khai thác cái quyền đó thì những quyền sở hữu trí tuệ và đặc biệt những quyền hữu hiệu nó có cái tác dụng thiết thực ý, nó sẽ giúp cho doanh nghiệp phát triển một cách bền vững và thông qua đó thì kinh tế xã hội cũng được phát triển. Xin trân trọng cảm ơn ông ạ. Và phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin kinh tế đáng chú ý như sau. Savills Việt Nam cho biết du lịch tăng trưởng tạo đà cho sự phát triển phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng. Dutch Property Việt Nam công bố 19 giải thưởng bất động sản,